Hello YouTuber. Xin chào mọi người quay trở lại với kênh của Thành Lê YouTube nha. Ok. Bây giờ đang ở biển, thành ra mọi người được quan tâm tới cái nhan sắc hay là cái trang phục của mình ha. Ok. Bây giờ dĩ nhiên mình sẽ thời sự với mọi người biết về cái việc mà khi nào có tiền. Tại vì cái điều mà có tiền là thiên hạ tao trông mong chứ lắm. Khi nào có tiền? Không xác định nhưng mà có thể là cuối tháng 8. Tại vì bữa nay có thêm một cái manh mối là ông Kevin McCarthy, là một ông bên phe Đảng Cộng Hòa mà ông ở dưới Hạ viện. Ông cho biết là có thể là tới cuối tới đầu tháng 8, đầu tuần tháng 8 thì khi đó hai bên mới bàn thảo xong được những cái khúc mắc ở trong cái gói hỗ trợ kinh tế mới. Okay. Còn bây giờ nó có quá nhiều đi. Nào là tiền payroll tax không được đồng ý, cái mức tiền ai sẽ nhận được cũng chưa được thỏa thuận. Và cái phần gói của hỗ trợ thì chỉ có cỡ 1.000 tỷ theo đề xuất Đảng Cộng Hòa thì nó quá trời thấp đi. Okay. Mọi người tưởng tượng nếu mà chỉ nghiêng 1.000 tỷ là tiền mà cho mỗi một người dân 1.200 một người thôi, chứ khỏi cần 2.000, 1.200 một người thì cho tiền mà cho trực tiếp cho người dân Mỹ là nó đã cỡ 300 tỷ rồi. Rồi cộng với tiền nếu mà hỗ trợ bảo hiểm rồi hỗ trợ doanh nghiệp GDP đồ này kia là ra hết 1.000 tỷ. Cái đó là chưa tính những cái khoản nào trợ cấp cho tiểu bang, state and local funding, rồi tiền mà hỗ trợ nhà hàng thi, kiểm tra Covid, xét nghiệm Covid, rồi tiền cho tiền trường học được đó. Nói chung là không thể nào đủ được. Vậy thì làm sao cho nó đủ? Một là phải tăng thêm, hai là phải cắt. Trúng cột xương nha. Mà cắt là cắt là sao? Cắt ở đây có nghĩa là cắt số người có thể nhận được tiền. Okay. Ví dụ như mà thay vì 1.200 mà cho hết mọi người dân Mỹ thì 300 tỷ. Thì nếu bây giờ chỉ muốn chi cái khoảng là cả 200 tỷ mà thì phải làm sao? Đó là phải bớt cái số người có thể nhận xuống. À đúng rồi. Okay. Thay vì mọi người Mỹ đều có thể nhận thì bây giờ chỉ cần bớt xuống thay vì mức thu nhập là dưới 75.000 thì bây giờ chơi mức thu nhập dưới 50.000 thôi. À, là coi như cũng giảm được mớ rồi đúng không? Là giảm được cái phần tiền của những người mà thu nhập từ 50.000 tới 75.000 rồi đúng chưa? Ok. Đó, à, là coi như cũng giảm được mấy trăm tỷ rồi nè. Hoặc là cái dễ nữa là thế nào theo cái đề theo chủ ý của Đảng Dân Chủ là phải tăng tiền lên để mà cover luôn tiền phần mấy khoản kia. Ồ, vậy càng tốt, vậy thì khỏi ai phải bị cắt giảm tiền hết. Ok. Thấy không? Rồi cái mặt khác nữa là gì? Cái tiền mà tiền thất nghiệp là cái phần đó mọi người nhớ nó không có được gia hạn mà nó gì nó bị thay thế. À, thay thế là sao? Thay vì 600 tầng thì giờ đổi lại 400 tháng mỗi tầng trăm. Tầng cho nó ăn. Wow. Né vào chút cưng. Dính béo bà kỳ một chút thôi. Để nó quay, quay cái đoạn này cho nó vô kính luôn cơ. Ok, bé ok. Wow, hai chào cô chú đi con. Chào cô chú của kênh YouTube mình đi con. Hai. Đó, thành ra không phải là gia hạn như người ta đồn mà là gì thay thế. Mà thay thế là bằng một phần, để coi 600 đô một tầng thì 4 tầng nó là 2.400. Giờ cắt xuống còn 1 tháng còn 400 tức là bớt được 2.000. Và mọi người hãy nhân mấy chục triệu con người đang ăn tiền thất nghiệp, cái đó là mọi người biết được là nó sẽ bớt được mấy trăm tỷ đô la rồi đó. À, mấy trăm tỷ đô la nha. Đó, vậy là người thấy cái bài toán nó bắt đầu nó hiện ra chưa? Không. Còn cái chuyện mà gia hạn hay không á, cái chuyện đó là mọi người phải nên hiểu là tại sao mà bây giờ là cái quyền quyết định thuộc về Đảng Cộng Hòa mà tại sao họ cần phải gia hạn. Đó không? Đó mà. Thấy không? Trong khi những cái tiểu bang mà bị thất nghiệp cao và cần phải có cái tiền đó nhiều nhất là những tiểu bang của Đảng Dân Chủ nắm quyền. Vậy thì mọi người tưởng tượng dưới góc nhìn của Đảng Cộng Hòa thì tại sao họ cần phải gia hạn khoản tiền đó? Nó không có lợi. Ồ, sorry. À nè, để bà dưới kỹ cho nè. Wow. À. Ok. Đó, mọi người thấy cái bài toán nó bắt đầu nó kinh điển chưa? Còn chưa kể nữa, bên phía Đảng Cộng Hòa thì người ta không muốn cho tiền mấy tiểu bang làm gì quay xa xẹo vậy. Quay giữa đạo diễn không ai. Vậy thì xây người qua đấy, xây người qua đấy. Dìa ra chút để thấy nó luôn cơ. Rồi. Thông tiếng được không? Sao đó, thông tiếng. Rồi, ok. Đó, mọi người hiểu không? Trong khi á, là thì tiền mà cho mấy tiểu bang á, là Đảng Cộng Hòa người ta không muốn cho tiền những tiểu bang dân chủ. Đó. Mọi người hiểu không? State and local funding. Ồ, ngoài kia người ta cáu cá quá trời, ngoài kìa. Ừ.
không? Chắc chưa có cái là gì, và tiền cho trường học đó, bên này chủ nói chung là mọi người nên hiểu là tại sao mà đảng chủ người ta chưa có quyết định được. Tại vì họ đã xong cái phần họ rồi, thông qua hạ viện là hết phần của họ rồi. Đem cái show ra đây nè con. Đó. Dạ, bây giờ đảng những tiêu bang của đảng chủ thì tỷ lệ thất nghiệp nó mới cao và nó cần phải có số tiền gấp. À, bài toán này bắt đầu tới chưa? Rồi, em thấy video dài rồi đó. Thôi, dài gì mau vậy? Ừ. Bạn thì quay quá, bớt không kiện chút nữa. Trên okay vô, à. Vô không kiện chút nữa. Hoa Kỳ vui chơi nè, thấy thả hả? Hoa Kỳ, Hoa Kỳ 1, 2, 3. Rồi, đẹp. Rồi, ok, thôi video cũng dài. Xin chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Bye bye, còn bye bye. Bye. Hẹn gặp lại các video tiếp theo nha mọi người. Ờ, okay.